Phùng Thiệu Phong là trùng cuối trong đường dây mua bán dâm chấn động của Lý Dịch Phong. Từ việc của Lý Dịch Phong, nhiều sao nam đình đám liên tiếp bị điểm mặt chỉ tên và được liệt kê vào danh sách đen, cùng chung một đường dây tổ chức mua bán dâm lớn của Cbiz. Có lẽ những người yêu thích, quan tâm ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ chưa có lúc nào được thư thái để xem những bộ phim ngôn tình lãng mạn trộn vẹn. Vào ngày 10 tháng 9, cả châu Á được vang chấn động địa cầu khi thông tin Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần mua bán dâm được phía cảnh sát Bắc Kinh đưa ra. Phát súng mở màn từ các blogger cũng như văn bản chí mạng lớn từ phía cảnh sát Bắc Kinh như đã giúp các cô gái là bạn giường chiếu của Lý Dịch Phong được vang hợp sức, tung hàng loạt bằng chứng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cũng như đạo đức của một người nghệ sĩ. Hết phốt này đến phốt khác, phốt chồng phốt đã khiến hình ảnh một nam diễn viên gắn liền với sự hiền lành, chân thật trở thành một nghệ sĩ tồi, truy đuổi đạo đức của ngành công nghiệp giải trí. Không riêng cư dân mạng, ngay cả Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc cũng vừa có những bình luận về vụ việc Lý Dịch Phong. Theo đó, phía Hiệp hội Điện ảnh cho rằng hành vi phạm pháp và trái đạo đức của Lý Dịch Phong đã trở thành điểm nóng của dư luận, gây tác động xấu đến xã hội. Người nổi tiếng với tư cách là người của công chúng, tuân thủ pháp luật là tiêu chí cơ bản và tuân thủ đạo đức là phẩm chất cơ bản. Là một ngôi sao, anh ta vi phạm pháp luật nhiều lần. Là người của công chúng, anh ta dùng những lời nói dối để đánh lừa công chúng và cuối cùng bị sự thật tát vào mặt. Không ai có thể nhẫn nhơ trước pháp luật. Người làm văn học, nghệ thuật có trách nhiệm làm gương cho xã hội. Hành vi cao thượng có thể khơi dậy năng lượng tích cực hơn. Còn hành vi đồi bại về đạo đức sẽ làm tổn hại đến sự phát triển của ngành, làm ô nhiễm bầu không khí xã hội, làm tổn thương lòng tin yêu của công chúng đối với văn học và những người làm nghệ thuật. Đa số những người làm điện ảnh nên đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân thủ trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, tuân thủ đạo đức công tư, tự tôn và liêm chính. Trước sự lên án mạnh mẽ từ dư luận lẫn cơ quan chức năng, những mặt đen tối của Lý Dịch Phong ngày một bị lột sạch. Và cũng từ đó, rất nhiều cái tên được cho là cũng dính dáng đến vụ mua bán dâm của Lý Dịch Phong được đưa ra ánh sáng như Vương Gia Nhĩ, ngoài ra Trần Vĩ Đình, Châu Quyệt Luân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng được gọi tên. Tuy nhiên, thêm một nguồn tin tiết lộ, blogger đã vạch trần bộ mặt thật của Lý Dịch Phong và còn nhiều người lớn ở phía sau. Theo đó, nhân vật trùm cuối vẫn chưa lộ diện và nhân vật trùm cuối này có họ bắt đầu từ chữ F và chữ Z. Đồng thời, đây cũng là hai cái tên rất nổi đã lâu. Cũng theo blogger này cho biết sẽ công khai danh tính của trùm cuối vào tháng 11 tới đây. Thậm chí blogger này còn khẳng định là hai người này sẽ chạy không thoát nổi, muộn nhất năm sau sẽ bị tung ra. Trước chia sẻ úp úp mở mở từ blogger này, các fan của sao nam mà người này bóng gió không chịu nổi đã tức giận chỉ trích. Làm ơn đưa ra bằng chứng đi, không bằng chứng làm ơn đừng tung tin đồn nhảm. Đề nghị blogger tung luôn đi để mọi người hít drama một lần luôn, tung lắc nhắc này hóng mệt quá. Ai sẽ đưa bớt xe vị để kết thúc năm 2022 đây? Với dữ liệu là sao nam có họ là F và Z, rất nổi tiếng, có địa vị, hoạt động trong nghề đã lâu, khiến nhiều người đoán già đoán non. Nhiều người đưa ra những cái tên vào tầm ngắm như Trương Nghệ Hưng, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long, Trương Nhật Quân. Sự suy đoán liệt kê những cái tên có thể là trùm cuối, blogger này đã lên tiếng hé lộ rằng Trương Nghệ Hưng không có nằm trong đường dây mua bán dâm này. Ngoài ra, người này còn tiết lộ thêm manh mối rằng hai nhân vật trùng cuối không phải tất cả đều là diễn viên. Hàng loạt manh mối mà phía blogger hé lộ cũng như những gì ở quá khứ của loạt diễn viên có họ bắt đầu bằng chữ Z và F đã khiến cư dân mạng đưa ra hai cái tên có khả năng cao nhất chính là Châu Kiệt Luân và Phùng Thiệu Phong. Bởi quá khứ, cả hai từng có những lùm xùm về tình ái. Thậm chí, Châu Kiệt Luân còn nhiều lần bị tố tuyển phi. Vậy ai sẽ là hai trùm cuối của vụ án chấn động này? Liệu có đúng như suy đoán của cộng đồng mạng? Hay là biết đâu lại không phải những cái tên trên mà lại cái tên mà cư dân mạng không nghĩ đến thì sao? Cùng đợi xem đến tháng 11 tới, mọi chuyện sẽ rõ.